Quý vị thân mến, trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả La Quán Trung đã từng sáng tạo chi tiết ba nhân vật là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng nhau kết nghĩa vườn đào, kết làm huynh đệ. Sau đó, Trương Phi và Quan Vũ đều dốc lòng đi theo phò tá huynh trưởng, toàn tâm toàn ý giúp Lưu Bị xây dựng đế nghiệp. Thế nhưng cũng theo nội dung của tác phẩm này, khi hay tin Quan Vũ và Trương Phi qua đời, thái độ của Lưu Bị lại có điểm đối lập. Cùng với đó, nhiều nhà nghiên cứu sau này chỉ ra cái chết của Trương Phi do bị ám sát, bên cạnh nguyên nhân từ bản thân Phi là bạo mà vô ơn, thì Lưu Bị và Gia Cát Lượng được cho là những hung thủ giấu mặt sắp đặt âm mưu trong một thời gian dài. Cái chết oan nghiệt của Trương Phi, Lưu Bị, Khổng Minh đứng sau giật dây. Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán, tự Ích Đức, thường được gọi là Dực Đức. Ông sinh ra trong một gia đình giàu có, từng làm nghề bán rượu trước khi theo Lưu Bị. Trong mắt người đời, Trương Phi gắn liền với hình ảnh võ tướng, tính nóng như lửa, bản chất thật thà, suy nghĩ đơn giản. Chính sử và giã sử có nhiều thông tin khác nhau về vị hổ tướng này. Dân gian thường ví, nóng như Trương Phi, đa nghi như Tào Tháo. Tính cách nóng nảy cùng sở thích uống rượu được gắn với một trong ngũ hổ tướng. Trong hầu hết các tư liệu phổ biến đều nói rằng Trương Phi không chết oai hùng ở chiến trường mà bị chính cảm xúc của mình giết chết. Khi nghe thấy Quan Vũ bị Đông Ngô giết hại, Trương Phi không kìm chế được nỗi đau, hận một nỗi, không thể lập tức xuất quân tiêu diệt Đông Ngô. Trong lúc bất lực, Trương Phi ngày ngày đắm chìm trong men rượu. Những lúc say mềm, Trương Phi không kiểm soát được mình, liên tục trút giận lên binh sĩ, hơi một tí, vung roi đánh họ, khiến hai thuộc hạ là Phạm Cương và Trương Đạt không thể chịu được. Nhân lúc Trương Phi say rượu, đã ra tay thích sát rồi mang thủ cấp của Trương Phi chạy về phía Đông Ngô. Không ai có thể phủ nhận khả năng mạnh mẽ của Trương Phi, nhưng một người có khả năng mạnh mẽ như vậy cuối cùng lại có một kết thúc lãng xẹt, khiến người khác phải suy tư. Mãnh tướng đa tài. La Quán Trung miêu tả Trương Phi, tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, sâu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi. Mãnh tướng Trương Phi không chỉ võ nghệ siêu phàm mà còn dũng cảm hơn người, không sợ cái chết. Ông cầm bát giả mâu, cưỡi ô mã đạp tuyết, khiến quân địch khiếp sợ. Trong trận Đương Dương Trường Bản, quân Lưu Bị thua bỏ chạy, Huyền Đức sai Dực Đức dẫn 20 kỵ binh chặn hậu, cản quân Tào. Trương Phi chờ Lưu Bị và những người khác sang sông rồi đứng chờ trên cầu Trường Bản. Ông phá bỏ cầu, cầm mâu nghênh địch. Quân Tào sợ Trương Phi, phần ngại ông có kế khác nên không dám sang sông. Nhờ đó Lưu Bị và thủ hạ chạy thoát đến Hán Tân. Để tăng thêm sắc thái anh hùng cho Dực Đức, La Quán Trung kể Trương Phi đứng trên cầu quát to tới mức quân Tào run sợ, Hạ Hầu Kiệt thậm chí vỡ mật mà chết. Đương nhiên, đây chỉ là tình tiết hư cấu của tác giả. Ông cũng là một trong hai tướng có thể đánh Lữ Bố, người còn lại là Hứa Chử. Ngoài ra, Trương Phi không hề hữu dũng vô mưu như một số người vẫn nghĩ. Trong trận Trường Bản, Trương Phi chặn được quân Tào, một phần nhờ kế cột cành cây và đuôi ngựa, quét đất bụi mù mịt khiến đối phương sợ có phục binh. Năm 214, Lưu Bị dẫn quân tiến vào Ích Châu. Trương Phi đụng độ tướng Nghiêm Nhan, thái thú ba quận nổi tiếng trí dũng song toàn. Trương Phi dụ hàng không thành, sai người tiến đánh nhưng thất bại do quân Nghiêm Nhan dựa vào thành trì ở vùng núi hiểm trở dễ phòng thủ. Hổ tướng Thục Hán bèn sai lính vào rừng kiếm củi rồi giả vờ bảo đã tìm được cách vượt ải vào thành. Nghiêm tưởng thật, đem quân phục sẵn, không ngờ lại trúng kế Trương Phi. Tuy nhiên, trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông cởi trói, trọng đãi, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng. Các sử gia nhận định chi tiết này cho thấy Trương Phi không chỉ là người có phong độ của một bậc quân tử mà còn có con mắt chính trị nhìn xa trông rộng chứ không nông cạn và thô lỗ. Năm 215, Trương Phi một lần nữa dùng kế, tung tin ông say rượu, dụ Trương Cáp lẻn vào trại rồi sai phục binh đánh bại ông ta. Không chỉ là mãnh tướng hữu dũng, Trương Phi còn có tài tư pháp và vẽ tranh tuyệt đỉnh, đặc biệt là tranh mỹ nhân. Đao Kiếm Lục của Đào Hoàng Ảnh đời nhà Lương có ghi lại Trương Phi khi mới được phong tước Tân Đình Hầu đã sai thợ tôi thép làm một thanh đao, tự tay khắc lời minh Tân Đình Hầu đại tướng nước Thục. Sau khi Phi bị Phạm Cường giết, cây đao được dâng cho nước Ngô. Sau khi lấy ít địch nhiều đánh bại Trương Cáp, Dực Đức một lần nữa trổ tài văn chương qua lời lẽ hùng tráng khắc trên bia đá, ông sai người dựng trên sườn núi Đãng Cử. Tướng quân nhà Hán là Phi, xuất lãnh 1 vạn tinh binh, đại phá đầu sỏ của giặc là Trương Cáp ở Đãng Cử, dừng ngựa dựng bia. Trong cuốn Họa Tủy Nguyên Thuyên, danh họa kiêm nhà thơ Trác Nhĩ Xương đời Minh có ghi lại Trương Phi thích vẽ người đẹp, giỏi chữ thảo. Cái chết oan nghiệt của Trương Phi, Lưu Bị, Khổng Minh đứng sau giật dây. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Uông Hoành Hoa chỉ ra, trong Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả La Quán Trung đã thực hiện một số thủ thuật che đậy sự thực nhằm phù hợp với quan niệm chính thống Lưu chống Tào. Lưu, Quan, Trương đã cùng nhau dựng nên triều đình Thục Hán, thì hậu duệ của bọn họ về lý thuyết phải cùng hưởng quyền kế thừa hoàng vị, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc lập trưởng không lập ấu, lập hiền không lập ngu. Lưu Bị trong vai trò là huynh trưởng, đồng thời cũng là người có lợi ích bị đe dọa trực tiếp, đương nhiên sẽ không để mô hình chính trị lý tưởng đó uy hiếp quyền kế vị và thống trị của Lưu Thiện, phá vỡ huyết thống hoàng gia chính tông của ông. Chưa cần nói tới việc đăng cơ làm hoàng đế Trung Nguyên, cho dù chỉ dừng ở ngôi Hán Trung Vương hay hoàng đế Tây Thục, khả năng Lưu Bị chia sẻ thiên hạ với hai họ Quan, Trương cũng không thể xảy ra, nhất là khi Lưu Thiện hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh. Vốn đã có sẵn ý đồ thoát khỏi mô hình chính trị huynh đệ, Lưu Bị đã ngấm ngầm mượn tay Đông Ngô triệt hạ Quan Vũ, rồi dùng danh nghĩa tầm thù để hóa giải lời thề đồng sinh cộng tử. Lưu Bị là cao thủ dùng người, ban đầu bị mượn tay Quan Vũ, Trương Phi để cất cánh, đến khi đại công sắp thành lại muốn mượn tay người khác để loại trừ hậu họa. Người được Lưu Bị chọn mặt gửi vàng không ai khác ngoài quân sư Gia Cát Lượng. Đòn hiểm của Khổng Minh. Gia Cát Lượng cũng không phụ sự kỳ vọng của Lưu Bị. Với sở trường tâm lý chiến của mình, ông đã khuếch đại khiếm khuyết trong tính cách của Quan Vũ và Trương Phi bằng những viên đạn bọc đường. Với Trương Phi, Khổng Minh cho ông lĩnh quân mai phục, diễn màn tiếng thét trên cầu Đương Dương, đẩy lui 100 vạn tào binh, chính là giúp Phi khoe được cái dũng của mình. Đến khi Khổng Minh muốn diệt Quan Vũ, Trương Phi, ông chỉ cần thổi phồng cái tôi của hai vị danh tướng này lên. Khi Quan Vân Trường nhận được địa vị ngũ hổ thượng tướng đệ nhất dũng mà Lượng phong tặng đã nói, kẻ hiểu ta chính là Khổng Minh. Nhưng Quan Công không ngờ được đó chính là độc dược mà Gia Cát Lượng gieo vào đầu ông, mà tưởng rằng bản thân đích thực là uy trấn thiên hạ. Trương Phi nhận được 3 xe rượu ngon của Gia Cát Lượng gửi tặng, cũng tưởng rằng bản thân là trí thần tiểu thần, vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Thực chất cả Quan Vũ và Trương Phi đều đã vui vẻ bước vào con đường diệt vong mà Khổng Minh bày sẵn. Kết cục cay đắng sau cái chết của Trương Phi. Lưu Bị xưng đế 3 năm, không hề nhắc đến chuyện báo thù cho Quan Vũ, khiến Trương Phi mất phương hướng. Rồi đến một ngày, đột nhiên hạ chỉ, phát binh phạt Ngô. Trong 3 năm đó, Trương Phi đã sớm trở thành sâu rượu, ý chí tiêu tán, đâu còn là đại tướng lẫy lừng của Thục Hán. Việc Lưu Bị nuôi Trương Phi thành một kẻ nát rượu rồi ra lệnh cấm rượu trước ngày phạt Ngô, được các học giả hiện đại đánh giá là một đòn độc rất cao tay. Trương Phi là người ưa mềm không ưa cứng, lệnh cấm của Lưu Bị chỉ khiến Phi càng ham rượu, mà Trương Phi càng hang rượu thì càng lộ rõ tính bạo ngược. Theo nhiều học giả Trung Quốc, việc Trương Phi bị ám sát trong quân chỉ là màn cuối trong vở kịch mà Lưu Bị và Khổng Minh đã dựng sẵn, khiến Trương Phi vì ngu dốt mà tự hại mình. Thái độ khác biệt của Lưu Bị trước cái chết của Quan Vũ và Trương Phi. Sinh thời, Quan Vũ là vị tướng uy trấn Hoa Hạ và đồng thời cũng là chủ nhân của nhiều chiến công vang danh Tam Quốc. Cũng bởi vậy cho nên, khi hay tin Quan Vũ để mất Kinh Châu, thua chạy Mạch Thành, bỏ mạng trong tay Đông Ngô, Lưu Bị ngay lập tức tỏ ra vô cùng thương tâm. Thậm chí ở vào thời điểm biết Quan Vũ lâm vào cảnh lành ít dữ nhiều, vị quân chủ ấy đã khóc và nói: Vân Trường mà có điều gì thì ta không sao sống được, ngày mai ta phải đích thân cầm quân ra cứu mới xong. Nào ngờ đại binh chưa kịp ứng viện, Quan Vũ đã bị hạ sát. Tới lúc này, Lưu Bị liền chỉ có thể hét một tiếng, ngã lăn xuống đất, ngất đi không biết gì nữa. Tiếp sau đó là khóc lăn xuống đất. Các quan vội cứu dậy, nửa giờ mới tỉnh. Tam Quốc diễn nghĩa đối với chi tiết này còn có thêm nhiều câu miêu tả, ví dụ như: Một ngày hôm ấy, Huyền Đức khóc ngất đi 4-5 dạo. Hay: Trong 3 hôm, Huyền Đức không ăn uống gì, chỉ khóc sướt mướt, vạt áo lúc nào cũng ướt đầm đìa, nước mắt đỏ như huyết. Từ những chi tiết này, nhiều người vẫn cho rằng tình cảm của Lưu Bị dành cho huynh đệ là vô cùng sâu sắc. Thế nhưng sự thực là thái độ của vị quân chủ ấy trước cái chết của Trương Phi lại có phần khác biệt. Ở vào thời điểm mới nghe tin Trương Phi mất, Lưu Bị không lập tức khóc mà chỉ dẫm chân xuống đất và than một câu: Trời ơi, Phi đã hỏng mất rồi. Sự bình tĩnh này khiến cho hai trợ thủ đắc lực còn lại là Triệu Vân và Gia Cát Lượng không khỏi chạnh lòng và lạnh gáy. Sau đó phải chờ tới khi xem đến biểu, Lưu Bị mới khóc ầm lên, ngất lăn xuống đất. Các quan cứu tỉnh dậy, khuyên giải một hồi lâu mới nguôi. Không khó để nhận thấy thái độ của Lưu Huyền Đức trước cái chết của Quan Vũ và Trương Phi có phần khác biệt. vị quân chủ này đối với sự ra đi của Quan Vũ có vẻ đau đớn và sầu thảm hơn nhiều so với Trương Phi. Quý vị thân mến, nhà nghiên cứu Trung Quốc Uông Hoành Hoa chỉ ra, trong Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả La Quán Trung đã thực hiện một số thủ thuật che đậy sự thực nhằm phù hợp với quan niệm chính thống Lưu chống Tào. Và một trong những quan niệm thực tế khác với trong Tam Quốc diễn nghĩa như chúng tôi đã phân tích trong video này, đó là cái chết đầy oan nghiệt của Trương Phi.